Em rửa bát thì chồng lau nhà, chồng rửa bát em lại lau nhà, cả nhà mình cũng lên nóc nhà, lên nóc nhà ta bắt con gà lên. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Cái thằng rời đánh thánh vật ra rồi bôi bẩn vô tường nhà mình thế này. Ôi trời ơi, không kỳ được à? Ôi trời ơi, thằng mất dạy nào, bà truyền đời báo danh thằng mất dạy nào nhá. Ôi trời ơi, sai cái bà người cái bôi bẩn vào tường nhà bà thế này nhá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cái tường bà vừa mới sơn qua xong, trời ơi, của một đống tiền như này bao giờ không. Ông Đức ơi, ông Đức, cái gì đấy, đi ra tôi bảo đấy. Cái gì mà sáng ngày ra gọi giật gọi với đấy hả? Đi ra đây, nhìn đấy. Ui giời, đứa nào nó bôi bẩn vào tường nhà mình thế này, nhìn đấy. Chết thật, cái đứa nào để bôi hết bẩn lên cái tường nhỉ? Dậy, bố lao thật đi, cả cái tường nhà người ta đẹp như thế này mà nó bôi như thế. Này, hả? Gì? Tôi ngắm, tôi nhìn thế nào mà trông cái bàn tay nó quen quen không ạ? Quen á? Quen cái gì? Đưa tôi mượn bàn tay thì. Đấy. Ê, đây làm gì? Ai? Có cái. Vừa khít nhá, bôi bẩn lên bờ tường người ta thế này. Mình thông cảm. Thật ra tối qua anh đi nhậu về say quá, đâm ra là anh chả để ý, anh lau tay vào đây. Lau tay vào đây. Ông biết là tôi sơn hết bao tiền không hả? Của đống tiền đi nhá. Này. Hả? Tôi truyền lời báo kiếp cho nhà ông nhá. Nội nhật ngày hôm nay mà không gọi ngay thằng thợ sơn đến đây nó sơn lại cho tôi nhé. Ông đừng về nhà ăn cơm nhé. Mình yên tâm, anh đi gọi luôn đấy nhá. Đi luôn đi một đi. Rượu với bia, không được cái tăng dạng tích sự gì cả. Đi nhanh rồi về đấy nhá. Cái lão này, không được cái việc gì. Bảo gọi thợ sơn đến giờ nay không thấy mặt mũi đâu. Chắc chắn là lại thà vào cái hàng bia rồi. Về chết tôi mà đùa. Được. Chị ơi. À, anh nhà bảo tôi đến. Ui giời ơi, lại bố. Bố hẹn hò người ta cả tiếng đồng hồ, bây giờ em thèm đến làm ăn này thì chết. Khổ quá. Chị thông cảm, em mới đang sơn giả cái tum ở nhà. Thôi được rồi, ông nhìn vào đây. Tôi cho ông xem cái chỗ hôm qua mà nhà tôi vừa mới sờ. Ê, chị cứ bỏ tay ra. Em nó hơi nhạy cảm. Chứ phụ nữ cầm vào tay ấy, nó bùng rửa hết cả người ấy. Ê. Chị bảo cái gì? Vào xem cái chỗ chồng chị sao hôm qua. Quá, chả giống gì ông. Nhà tôi hôm qua về say khướt khẩn khượt ra. Say ra quên trời quên đất không biết một cái gì cả. Thế là tay chân lờ mò nó cứ sờ soạng loạn hết cả lên. Đấy, mà đẹp long lanh như thế này. Của một đống này như thế này. Mà dùng như phá, không biết giữ gìn cái gì cả. Vớ vẩn. Đúng thật, là anh nhà ấy, chả biết giữ gìn gì cả. Đấy. Nhưng mà thật, có thật chị muốn là cho em xem không? Cái ông này buồn cười. Tôi chờ ông suốt từ sáng đến giờ đi, không phải là tôi muốn, mà là tôi rất muốn. Mà thôi, tôi mất thời gian đi vào. Nhưng mà nhỡ anh nhà về thì sao? Về thì kệ ông ấy. Mà giờ này là ông ấy đang say khướt khẩn khượt rồi. Tết mù rồi, rượu bia rồi, không biết gì đâu. Thì vào. Thì chiều làm chị vào đây. Đi vào đây. Chị ơi. Chị ơi, hay là thôi. Em cứ thế có lỗi với vợ em thế nào? Ô, cái ông này buồn cười nhỉ. Mình đi làm, mình kiếm tiền về nuôi vợ con, mà có lỗi đâu, có lỗi thế nào? Nhưng mà cứ thấy ngại ấy. Tôi biết rồi, hiểu ý nhau rồi nhá. Trễ thì gì? Thôi được rồi, cứ làm tốt thì tí nữa chị bo thêm nữa nhá. Có bo thêm à? Thôi em cố vậy. Chị đi vào nhá. Chị ơi, nhà tắm mình ở đâu? Ở nhà tắm làm gì? Em vào tắm rửa cho nó sạch sẽ. Chị bố lắm chị ạ. Nó cứ làm xong thì tắm cả thể đi vào. Chị có lửa đấy. Đấy, ông xử lý cho tôi đi. Ờ, đêm qua say rượu bôi bừa bẩn hết cả tường. Thế chị bảo sờ cái này à? Ông sờ cái này thì sờ cái gì? Thế mà em cứ tưởng. Tưởng cái gì mà tưởng? Ông sờ đi.
À, chú cháu đi nhờ cái. Này, tôi với ông họ hàng cái gì mà họ với cả hàng ở đây? Họ ở đây có nghĩa là dừng lại. Họ ở quê thế nhưng mà tiếng nước ngoài nó gọi là sit top ấy, hiểu chưa? Nhưng mà tôi không phải là con bò. Không phải bò cũng không phải trâu, nhưng mà tốt nhất là hạ chân trống xuống xe nhá. Ừ. Này, nhà này nhà hàng nhá, có chủ ẩn hoi chứ không phải nhà hoang đâu mà cứ tự nhiên lên lấy đồ xong rồi lên xe đi thế hả? Thế ông là ai đấy? À, ông là ai mà hỏi tôi? Nhìn không đoán à? À rồi ôi, bảo vệ mới. Chú ơi, cháu là khách quen ở đây mà. Này, không phải bảo vệ mà là bố đó. À, bố của bảo vệ gì? Bố của bảo vệ thì vẫn là bảo vệ. Chú nhầm nhá. Nhìn như thế này mà nói là bố của bảo vệ. Thế thì bố của ai? Bố của chủ quán. Trời ơi, bố của chủ quán đây. Được chưa? Bố của chủ quán mà nhìn như bảo vệ này chú. đừng có nhìn đi, coi thường nhà vua giản dị. Chú ơi, cháu có khách quen ở đây. Thì lần nào chả đến đây lấy rượu. Chú chưa nhìn thấy cháu, chú cứ hỏi chị không, chủ là biết. Không nhìn nghi lắm. Chú nhìn cháu thế nào mà bảo nghi? Chú nhìn cháu như thế này mà chú bảo là cháu giống ăn trộm à? Không, chú không bảo cháu giống ăn trộm. Đúng. Mà cháu là chính là thằng ăn trộm. Này, chú hơi xúc phạm cháu đấy. Chú có thấy ăn trộm nào mà đi xe đẹp như thế này không? Xe đẹp à? Chìa khóa đâu? Khóa đây. Đấy. Gương này. Mũ cho nó chắc. Này. Đừng ngại này, ăn trộm bây giờ không nói chuyện xe đẹp nhá. Xe máy đẹp nó còn đi ô tô đẹp đi ăn trộm nhá. Chú nói thế nào, cháu mang cái chai rượu này xuống đây là để xuống đây tính tiền. Chứ không phải là xuống tính tiền và vào trong nhà tính tiền đây, lên xe đây, đi thẳng ra cổng tính tiền ngoài cổng. Đâu, ở đây là cứ xuống đến đây là chủ quán lại ra tính tiền rồi. Thôi, gấm. Mà tính tiền mà xe máy thì nổ sẵn thì định lao thẳng ra cổng. Này không họ nhanh thì coi mất hút hàng lươn luôn. Nhìn trông nhìn cũng giống con lươn con trạch lắm. Lươn cái trạch cái gì đây? Chú quẹt ra cháu. Cái gì? Quẹt. Nhà hàng chỉ có kho quẹt nhá, để chấm rau củ quả thôi chứ không có cái đồ quẹt kiểu này nhá. Rồi thế thì đúng là chú không. Cái gì này? Mà xanh xanh đỏ này mà quẹt cái gì? À. Chú đúng là mới lên đây không biết. Thôi được rồi, thì mai cháu gửi tiền, có làm sao đâu. Tôi biết là ở đâu mà mai mới trả tiền. Đùa đấy à? Chú làm gì nóng thế? Cắt xe trong nhà đấy. Thôi, đây, cháu gửi bao nhiêu tiền, cháu gửi bao nhiêu tiền. Cái chai rượu này ấy, 700. Ui dồi, chai này mà 700. Nó có giá đấy. Thì đây, 700. Rồi, chú đúng là. Đây, chú giả lại cháu 300. 700 này mà ở quê ấy, làm đồng cứ là vất vả lắm đấy. Rồi. Ra được 700 đấy, nhòm cái một tí đấy thì ra cổng thì có mà tìm vào mắt. Chú nhanh giải cháu 300 này. Lấy tiền lẻ đấy. Không có tiền lẻ, có đúng 2 tờ thôi. Để lấy đâu ra tiền mà giả lại. Bố của chủ quán ấy không có tiền à? Bố chủ quán chứ bố có phải là thằng chủ đâu. Thì chú đi đổi đi. Thôi đứng đây mà chờ tí đã nhá. Mà đổi được hơi xa đấy. Mà đến sáng mới mang tiền về thì chết. Thôi đưa cháu. Thôi. Đi đổi. Không. Chú đã bảo khách quen rồi mà. Không nói nhiều, cởi mũ ra. Đấy. Đưa cho bố. Chú làm gì ạ? Bố mượn xe bố đi đổi tiền làm gì? Cứ ngồi đấy. Sao nó sai sai thế nào nhỉ? Cái gì? Bây giờ chú lấy xe cháu đi à? Bố chủ quán này mày còn lo cái gì nữa? Là may cho mày nhé, hôm nay không phải ra công an. Chú đổi nhanh lên nhá. Này, đứng ở dưới này không lên nhà nhá. Ai thèm. Ngồi ngay đấy. Sao phải lại là anh? Khách quen ở đây mà. Không nhận à? Không.
quen gì. Cái gương mặt của anh ấy là ngày nào cũng xuất hiện trên camera nhà tôi đấy. Ui, thế là hóa ra em hâm mộ anh đúng không? Hâm mộ cái gì? Thế mà không nói hâm mộ cái thằng ăn cắp à? Này, em đừng mà xúc phạm anh nhá. Anh chưa bao giờ ăn cắp vặt ở đây nhá. Thậm chí ngay vừa rồi đây anh còn giả tiền cho bố em một chai rượu. Giả tiền nào? Tiền cho bố em. Có mà bố anh ấy, sao cái ông bố ấy ngày nào cũng ở trên camera nhà tôi. Gương mặt thân quen đấy. Tức là cũng ở trên camera của em á? Là ăn trộm. Ôi chết. Sinh nghề tử nghiệp đến nay, kẻ cắp gặp bà già đấy. Em ơi có cách nào để tìm được ông ấy không? Cái xe máy ấy là cả cái gia tài của anh đấy em ơi. Có cách nào giúp anh với em ơi? Bây giờ chỉ lên công an phường thôi mới tìm ra được. Lên công an làm sao được. Em ơi, anh biết lỗi của anh rồi. Anh xin em ơi, em có cách nào em giúp cho anh tìm lại ông ấy được không? Cả nhà anh có mỗi cái xe máy ấy thôi. Em giúp anh, anh xin em, anh xin lỗi em. Tôi không giúp được, tôi chịu thôi. Anh xem có ai ăn cắp mà trả lại không? Mặc kệ cắp gặp bà già. Bây giờ chú biết là cháu không phải là chuyên nghiệp, cướp ăn cắp gì mà yếu đuối thế. Vậy mà đã chưa chi đến được rơi đúng mắt thì. Cháu xin lỗi chú. Thế tóm lại đã chừa chưa? Cháu chừa rồi, từ nay cháu không dám như thế nữa đâu. Từ trong camera chú đã soi thấy cháu rất nhiều lần rồi. Nên bàn với cả em nó nhá, hôm nay bày ra cái việc này để bắt sống cháu nhá. Để dạy cháu một bài học là từ nay trở đi không đi ăn cắp ăn trộm nữa nhá. Trông to cao đẹp dai, mặt mũi hiền lành như thế này mà cứ toàn đi ăn cắp. Đâu cháu mới ăn cắp một lần nữa chú. Một lần thế nào còn cãi à? Thế còn hôm vừa rồi, cả con gà luộc rồi ấy. Mới cả là 4 gói lạc nhá. Cháu xin lỗi chú ạ. Nhưng mà thôi, cái con gà mới cả 4 gói lạc là chú cho nhá. Còn hôm nay này, chú vẫn giả đủ 300 đây. Cầm về, từ nay chừa cái tính ăn cắp ăn trộm đi. Chú nhá. Ơi, nhưng cái điều quan trọng là chú cho cháu hỏi cái xe của cháu đâu ạ? Cái xe chú đặt rồi. Ui, chú ơi, cả cái nhà cháu có cái xe rồi chú ơi, chú đừng. Thế bây giờ phải đặt cái xe đi để cho mày khỏi mới đi ăn cắp chứ. Không, cháu không dám ăn cắp ở đâu chú ạ. À. Cháu xin lỗi chú, tôi cho cháu xin lại cái xe. Chưa hẳn chưa? Chưa hẳn rồi. Đây đây. Ui trời ơi. Đấy. Thế thôi nhá. Vâng. Chú vẫn giả 300, cầm về nhá. Cháu. Thôi đi về đi. Đấy. Từ nay trở đi có mà các vàng chẳng dám đi ăn cắp nữa. Hay thế mới biết là cái tổ sư bốn đời nhà mình là danh gia vọng tộc. Thế mà tại sao mấy cái năm nay cũng sa sút thế nhỉ? Không được, mình phải lấy lại hình ảnh của dòng họ tổ sư bốn đời nhà mình mới được. Được rồi. Bố, ăn cơm rồi bố ơi. Bố ạ. Bố ơi, vợ con bảo là hôm nay vợ con bận việc, thế nên là vợ con không về ăn cơm. Vợ con bảo là nhà mình cứ ăn cơm trước đi bố ạ. Anh này láo nhỉ? Dạ. Anh này là quá láo nhá. Con còn nói gì đâu mà bố bảo con láo ạ. Này, anh xưng hô thế à? Gia đình nhà tôi nhá, là tổ sư bốn đời là gia đình danh gia vọng tộc nhá, gia giáo nhá. Mà thưa gửi thế hả? Hả? Bên bằng vai phải hướng anh à? Mày lại bố con. Anh phải kính thưa bố. Vợ con không về ăn cơm được ạ. Kính thưa bố nhá. Dạ. Thưa bố, con nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng, có vâng có dạ chứ con có nói gì láo đâu ạ. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Tôi vừa tìm hiểu gia phả nhà tôi rồi. Tổ sư bốn đời nhà tôi nhá, là danh gia vọng tộc, gia đình gia giáo nhá. Anh là con rể, anh phải học cái này trước nhá. Dạ. Gọi ai, bẩm ai, kể cả mẹ anh, kể cả vợ anh, kể cả tôi, anh phải thưa gửi đàng hoàng. Chứ không thể lộn xong như thế đâu nhá. Dạ vâng, kính thưa bố, con đã hiểu ạ. Hiểu chưa? Ông ơi, ông, thế thì
vào ăn cơm, làm gì mà ở ngoài này tôi gọi mãi không? À, con rể, vào luôn. Đúng là vừa mới nói con xong mà bà cứ sờn sờn như thế. Cứ còn nào thấy hàng xóm người ta nhìn thấy, ta cười cho. Người ta chửi vào tôi mặt bà đấy, chửi vào tôi mặt bà luôn đấy nhá. Khổ quá, tôi xin ông nhá. Cơm thì nguội tanh nguội ngắt, tôi thì bụng đói sùng sục ra. Tôi ngồi đây mới lễ mình nghĩa, mình danh gia vọng tộc. Thôi đi vào ăn cơm. Này, hai tôi nói cho bà biết, bà ngồi đấy. Bà cứ ngồi đấy nhá, tôi dạy bà cách này nhá. Tổ sư bốn đời nhà tôi ấy, là gia đình là danh gia vọng tộc nhá. Cho bà thư gửi phải đàng hoàng. Bà phải kính mời ông vào ăn cơm, kính mời chồng vào ăn cơm, chứ phải xôn xôn nhằng tôi bằng chợ thế là không được nhá. Nhào ơi, ui giời ơi, cái dòng họ nhà ông ấy, lúc tôi còn lạ, toàn nông dân với cả công nhân ý. Lấy đâu ra mà khuôn vàng với thước ngọc. Bà này hay nhỉ. Cái dòng họ nhà tôi bốn đời tổ sư là danh gia vọng tộc mà bà cái nhăm nhản như thế là thế nào ạ? Cái nhà hai bố con vào ăn cơm, nhanh khẩn trương. Bà kính mời cho bà ăn cơm ấy. Trời ơi, sốt ruột. Dạ vâng ạ. Thế thì cơm nước tôi đã nấu xong xuôi. Kính thưa chồng yêu, kính thưa người chồng kính mến, kính thưa người con rể kính yêu, mời hai bố con vào xơi cơm cho nó nóng ạ. Thế còn được. Được chưa? Được rồi, thế là được. Dạ con mời bố kính yêu, con mời mẹ kính yêu vào xơi cơm ạ. Con này, anh nghe đi đâu đấy? Dạ, thưa bố kính yêu, con vào xơi cơm ạ. Thế thì làm sao giữ được cái danh gia vọng tộc? Anh mời bố mẹ vào ấy, phải để bố mẹ đi trước, anh đi sau nhé. Dạ, con mời... Con kính mời bố kính yêu, con kính mời mẹ kính yêu vào xơi cơm trước ạ. Đúng rồi, thế mới giữ được cái danh gia vọng tộc. Bà đi vào đi. Có cái thế mà học mãi không được. Dạ thưa bố kính yêu, nhà mình mái ngói đỏ tươi, hai ông cắt tóc ngồi cười nhìn nhau. Ngoài trời đang đổ mưa mau, hai ông cắt tóc nhìn nhau lại cười. Thế thưa bố kính yêu, sao bố lại ngồi ở đây ạ? Này, ông con rể, thế tại sao bố gọi con mãi mà không thưa là thế nào hả? Dạ thưa bố kính yêu, tại bố gọi nhỏ quá con không nghe rõ ạ. Tai mày điếc hả? Không ạ. Thế mắt mày mù hả? Hai mắt con đều sáng ạ. Ôi trời ơi, mày vừa học gia giáo xong mà mày thấy bố mày ngã, mày không đỡ bố mày dậy như thế là thế nào hả? Dạ thưa bố kính yêu, trước khi con đỡ bố dậy, bố có thể cho con được phép hỏi bố một câu không ạ? Hỏi gì thì hỏi nhanh lên. Dạ thưa bố kính yêu, bố dạy con gia đình mình là gia đình gia giáo, nói chuyện phải có đầu, có đuôi, có ngọn, có ngành. Vậy tại sao bố lại nói chuyện trống không thế ạ? Con rể yêu quý này, hỏi thì hỏi luôn nhá, cái thưa mới gửi mãi. Dạ thưa bố kính yêu, con xin phép được hỏi bố, thế có chuyện gì không hay đã xảy ra với bố ạ? Tiên sư bố không con rể này nhá, mày gọi ngay mẹ mày ra đây nhá, liệu thật nổi với tao đấy. Dạ thưa bố kính yêu, con nhớ bố đã từng dạy con không được phép đi trước phụ thân phụ mẫu. Vì vậy khi bố còn ngồi ở đây làm sao con dám đi ạ? Ôi, gọi ngay mẹ mày ra đây. Dạ vâng ạ. Thưa mẹ kính yêu, bố kính yêu gọi mẹ kính yêu ạ. Có mẹ đây, có mẹ đây. Ôi trời ơi. Ông ơi, thế ông bị làm sao mà năn đùng ngã ngửa ra thế này? Ôi trời, tôi bị ngã. Ôi trời ơi, dạ vâng. Thưa ông con rể kính yêu ạ. Ông không nâng bố ông dậy, ông đứng đấy ông kính thưa cái gửi cái gì? Dạ thưa mẹ kính yêu, lời của bố mẹ dặn con luôn ghi lòng tạc dạ, không bao giờ dám quên, cũng không dám cãi nửa lời. Khi nhìn thấy bố ngã, con chạy lại xin phép được hỏi bố kính yêu một câu, thì bố lại gắt, lại mắng con. Con thấy như vậy không phù hợp với gia phong của gia đình gia giáo. Vì vậy con mới hỏi lại bố, thì bố lại bảo gọi mẹ kính yêu ra. Nhưng mà bố vẫn dạy con không được phép đi trước phụ thân phụ mẫu. Vì vậy thấy bố còn ngồi ở đây, con nào dám đi ạ? Ông thấy chưa? Ông sáng mắt ra chưa? Suốt ngày ra phong
Dạ, con mời bố mẹ kính yêu đi trước ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.